Ở cùng thầy, Chúa cùng anh chị em. Ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Cũng như cha biết ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi sẽ lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận lời cha ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa các anh chị em tu sĩ nam nữ, kính thưa toàn thể cộng đoàn, đặc biệt kính thưa cha Hilario và các cha mới, những người anh em linh mục rất thân thương của chúng tôi ngày hôm nay. Ông Volta là một triết gia khá nổi tiếng tại nước Pháp. Ông cũng là một nhà văn và cũng là một người Kitô hữu rất tốt lành, thánh thiện. Tuy nhiên sau này, Volta đã bỏ đạo, đi theo cách mạng Pháp, và từ lúc đó ông ra sức chống đối giáo hội một cách kịch liệt. Trong con mắt của ông, các linh mục là những loài độc nhất trên thế gian này, và vì vậy ông đã viết một cái câu chuyện khá hay. Câu chuyện như sau: có một vị linh mục trẻ mới ra trường, được bề trên sai phái về coi sóc mục vụ tại một giáo xứ miền quê. Đây là vùng rừng thiêng nước độc, khí hậu rất khắc nghiệt, và đặc biệt tại vùng này có một loài rắn cực độc, độc đến mức độ nó bò ra cắn ai, người đó chắc chắn không thể qua khỏi. Vì linh mục trẻ này một bữa kia được mời đi sức dầu cho một bệnh nhân, và con đường ngài đến phải băng qua một khu rừng rậm. Ngài bị một con rắn bò ra cắn vào gót chân của ngài. Nghe tiếng kêu la thất thanh, dân làng bủa ra hoảng sợ, bởi vì ngài biết cha xứ của họ bị rắn độc cắn và chắc chắn không thể qua khỏi. Nhưng trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người, con rắn này sau khi cắn vào vị linh mục
đã lăn quay ra chết, còn vị linh mục này vẫn bình an vô sự. Đây là câu chuyện do chính Voltaire đã viết. Và trong con mắt của ông, linh mục là loài cực độc, độc nhất, độc đến mức độ con rắn độc kia cắn vào chân của ngài đã bị phản độc và chết tức khắc. Còn vị linh mục thì không sao. Tuy nhiên, tôi xin trích mượn câu chuyện này để khởi dẫn những suy tư trong ngày lễ hôm nay, mừng lễ mở tay của các anh em tân linh mục, và đồng thời chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các anh em linh mục trong thiên chức cao cả này. Câu chuyện này gợi nhắc cho chúng ta câu nói của Chúa Giêsu trong phần cuối tin mừng Marco. Ngài nói: Thầy sai anh em đi vào giữa thế gian, anh em có uống phải thuốc độc cũng không sao, có đạp phải rắn rết bò cạp cũng chẳng hề hấn gì. Và chính vì vậy, tôi mượn ý tưởng này để khởi dẫn những suy tư ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các anh em linh mục, đặc biệt cho cha mới thân yêu của chúng ta. Trong sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, Công đồng chung Vaticano thứ hai đã viết: Thánh chức linh mục là một thánh chức thánh thiện và cao cả. Thiên Chúa không ban thánh chức này cho Đức Trinh Nữ Maria, cũng như không trao ban cho các thiên thần, nhưng Ngài chỉ trao phó cho một số người được Thiên Chúa tuyển chọn, để các vị đó trở nên thừa tác viên, phân phối ân sủng và các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và cụ thể đó, chúng ta có cha mới ngày hôm qua mới được lãnh nhận sứ vụ linh mục để trở nên thừa tác viên cao cả của Thiên Chúa. Tuy nhiên, thánh chức linh mục không phải là một thứ tước vị xã hội chúng ta đeo trên người để mang ra ngoài vinh váo với đời, nhưng đây là một thiên chức cao quý, là một quà tặng mà Thiên Chúa đã tặng ban cho một số người, đồng thời cũng là một bổn phận để đòi hỏi tất cả các anh em linh mục phải thi hành một cách triệt để. Có một vị thánh được ơn mặc khải đi xuống hỏa ngục, và vị thánh này ngạc nhiên thấy ở dưới hỏa ngục có rất nhiều các linh mục. Thực sự thiên chức linh mục là thiên chức thánh thiện, nhưng được trao phó cho những người con người tội lỗi. Thiên chức linh mục là một chức thánh cao cả, được phú ban cho những con người rất yếu hèn. Đó là các anh em linh mục của chúng tôi. Cho nên trong ngày lễ hôm nay, không phải chúng ta chúc mừng cho cha mới, chúc mừng cho gia đình, cho các ông bà cố v.v. Điều này cũng tốt, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài luôn sống xứng đáng với thánh chức mà Thiên Chúa đã trao ban. Bởi vì đây là một đòi hỏi và đồng thời cũng là một bổn phận được trao phó cho các anh em linh mục của chúng tôi. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng biết ông Michelangelo, một họa sĩ rất tài ba và cũng là một điêu khắc gia nổi tiếng. Ông đã để lại nhiều tác phẩm để đời tại Điện Vatican, và nhất là để lại trong đền thờ Sistine. Trong đó có bức tượng Pietas và bức tượng Thánh Vương David. Có một người hỏi ông ta: Thưa ông, đâu là bí quyết ông có thể tạc những bức tượng từ những phiến đá thô như thế này? Michelangelo trả lời: Bí quyết của tôi rất giản đơn. Đứng trước một phiến đá, để có một bức tượng hoàn hảo, chúng ta không cần phải đắp thêm vôi vữa làm cái gì. Điều quan trọng là chúng ta phải biết đục bỏ đi những gì thừa thái để có nên một bức tượng hoàn hảo. Cuộc đời của một linh mục cũng vậy, phải sao chép lại gương mẫu của Đức Giêsu, vị linh mục tối cao của Chúa Cha, và mỗi ngày chúng ta phải lục soát lương tâm để xem chúng ta cần phải đục bỏ những cái gì để chúng ta có thể trở nên hòa ảnh của Đức Kitô một cách thực sự. Có những lúc lơ đễnh, vị linh mục để cho một vài bóng hồng thướt tha lướt ngang qua đời mình, tâm hồn cảm thấy rạo rực, xao xuyến. Đó là những cái thừa
chúng ta cần phải đục bỏ. Có những đêm khuya vắng lặng, vị linh mục cảm thấy cô đơn, bồi hồi, thèm muốn một vòng tay ấm áp để đỡ lạnh lẽo. Đó là những cái thừa, rất thừa trong cuộc đời linh mục, chúng ta cần phải can đảm để đục bỏ. Có những lúc vị linh mục cảm thấy bị cám dỗ làm kinh tế để làm sao kiếm được nhiều tiền bạc, đi những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền, vân vân. Đây là những cái rất thừa trong cuộc đời linh mục, chúng ta cần phải đục bỏ đi để tâm hồn của chúng ta trở nên giống như một bản sao, sao chép lại chính khuôn mẫu của Đức Kitô, vị linh mục đời đời của Chúa Cha. Cho nên đây là điều mà tất cả các anh em linh mục của chúng tôi, không phải chỉ có các cha mới, mà mọi anh em linh mục chúng tôi cần phải lục soát lương tâm mỗi ngày, xét mình lại để xem tôi sống có xứng đáng như là một Ante Christus hay không. Ante Christus là một linh mục, một Đức Kitô khác, chứ không phải là một vị khác, khác xa với Đức Kitô. Trong bài tin mừng hôm nay, lời Chúa cũng mời gọi chúng ta suy gẫm ba điều để mỗi anh em linh mục chúng tôi phải trở nên một mục tử nhân lành giống như Chúa Giêsu đã nêu gương. Cái đặc nét thứ nhất của một vị mục tử nhân lành, thứ nhất, vị mục tử biết các con chiên trong đàn của mình. Thứ hai, vị mục tử lặn lội đi tìm kiếm các con chiên lạc. Và thứ ba, vị mục tử hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa Giêsu đã nói, tôi biết chiên của tôi. Đây không phải là cái biết của tri thức, cái biết của khoa học, mà là cái biết của sự hiệp thông. Chúa Giêsu biết các con chiên trong đàn của mình bằng cách chia thân sẻ phận, sống với chúng ta giống như là những con người, và đồng thời Ngài đã nêu gương cho chúng ta. Theo thuật ngữ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha đã nói, vị mục tử nhân lành phải có mùi của chiên, tức là có thể mùi khét lẹt, tanh tươi, hôi hám, bẩn thỉu của những con chiên ghẻ lở, của những con chiên đầu trộm đuôi cướp, xì ke, ma túy, đí điếm, vân vân. Và người mục tử phải lặn lội để làm sao mang lấy cái những mùi đó nơi chính bản thân của mình. Đây là cái biết mà Đức Giêsu vị mục tử nhân lành đã thể hiện và nêu gương cho các anh em linh mục của chúng tôi. Cái đặc nét thứ hai, người mục tử đi tìm kiếm các con chiên lạc, đưa chúng về đàn và băng bó. Tại sao như thế? Tôi thấy có rất nhiều nơi giáo dân ca thán các cha xứ là trong giáo xứ có một vài con chiên lạc, Ngài không lặn lội đi tìm, mà thậm chí những con chiên bị què như thế, Ngài đánh cho què thêm, đánh cho đến chết thì thôi. Tôi nhớ một kỷ niệm, vào khoảng năm tôi 14, 15 tuổi ở nhà quê, tôi đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Và sau thánh lễ, cha xứ có mời toàn bộ giáo dân ở lại để tham dự một phiên tòa xét xử, và Ngài chính là vị chủ tọa phiên tòa đó. Cuối cùng, cha xứ ra vạ tuyệt thông, cấm người đó không được xưng tội rước lễ, bởi vì vị đó đã góp ý cha xứ một vài điều mà ông ta cảm thấy không hài lòng. Khi cha xứ vừa tuyên bố, vị giáo dân kia đứng lên và tuyên bố thẳng thắn giữa nhà thờ, từ nay tôi xin bỏ đạo, bởi vì tôi không thể nào chịu nổi cái cách thức hành xử vô lý của cha xứ. Và đây là một cái ấn tượng tôi không bao giờ quên được. Trong giáo xứ có thể có nhiều con chiên ghẻ, nhiều con chiên què quặt, và người mục tử nhân lành phải đi tìm kiếm, băng bó những con chiên đó đem về đàn, chứ không phải què đánh cho nó què luôn. Và đây là nhiều điều mà rất nhiều các anh em linh mục chúng tôi vấp phải. Điều thứ ba là người mục tử nhân lành phải biết hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Chúng ta thấy trong giáo hội có rất nhiều gương mẫu, như một cha thánh Damien đã hy sinh cả cuộc đời của mình ở với những người cùi tại hòn đảo Molokai bên Thái Bình Dương, hoặc cha Maximilien Kolbe đã dám hy sinh mạng sống của mình để cứu một anh bạn tù. Đây là những gương mẫu
những gương sáng tuyệt vời trong giáo hội khá nhiều, nhưng chúng ta cũng thấy không phải là thiếu những gương mù, gương xấu nơi các anh em linh mục của chúng tôi. Cho nên trong ngày lễ hôm nay, tôi tha thiết mời gọi cộng đoàn chúng ta không phải chỉ vỗ tay để chúc mừng các ông bà cố, chúc mừng cha mới. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt các cha mới lãnh nhận tác vụ ngày hôm qua, để các cha mỗi ngày mỗi trở lên linh mục của Chúa hơn, sao chép lại chính hình ảnh của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành. Có một lần Đức Thánh Cha, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có nói ba cái nguy cơ làm xói mòn căn tính nơi các anh em linh mục của chúng tôi. Cái nguy cơ thứ nhất là sống theo chủ nghĩa duy vật, materialism. Thứ hai là sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, consumerism. Và thứ ba, sống theo chủ nghĩa tục hóa, secularism. Sống theo chủ nghĩa duy vật là đặt đồng tiền lên trên hết. Đồng tiền là tên cám dỗ khủng khiếp nhất tấn công tất cả mọi người, ngay cả các anh em linh mục tu sĩ. Và chính đồng tiền làm tha hóa biết bao nhiêu anh em linh mục. Cách đây 3 năm, tôi có dịp sang nước Mỹ, và đúng cái thời điểm tại tòa án thành phố San Jose, Bắc California, người ta xét xử một linh mục. Vì linh mục này khá nổi tiếng, ngài là cánh tay phải của Đức Giám mục giáo phận San Jose, ngài là trưởng ban tư pháp và đồng thời cũng là chánh tòa án hôn phối của giáo phận. Nhưng ngài đã biển thủ một số tiền không biết nhiều hay ít, tiền người ta đóng góp để xây dựng nhà thờ, một nhà thờ Saint Patrick, nhà thờ của giáo xứ Việt Nam. Và cuối cùng tòa án đã kết án ngài 3 năm tù, sau đó thêm 1 năm quản thúc và bắt bồi thường 190.000 1.9 triệu Mỹ kim, bởi vì số tiền ngài biển thủ dành riêng cho cá nhân của ngài. Kể lại sự kiện này, chúng ta cũng cảm thấy không có vui vẻ gì cho lắm. Nhưng đây là một cái kinh nghiệm để cho chúng ta thấy đồng tiền luôn là một tên cám dỗ lớn nhất tấn công tất cả mọi người, đặc biệt các anh em linh mục tu sĩ của chúng tôi. Cho nên mỗi ngày chúng tôi phải lục soát lương tâm, xét mình lại, xem tôi đã sống như Đức Kitô như thế nào, vì mục tử nhân lành thí mạng sống mình cho đoàn chiên và cắt đứt tất cả mọi dính bén tiền bạc của cải vật chất. Thứ đến là sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, tức là sống thích ăn sung mặc sướng, thích sống hưởng thụ an nhàn cho cá nhân của mình và không chăm lo công việc mục vụ, chăm sóc đoàn chiên mà Chúa trao phó. Vì thế tất cả những cái kiểu này Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là những chủ nghĩa vua thần, atheism, tức là sống theo chủ nghĩa duy vật, sống theo chủ nghĩa hưởng thụ và sống theo chủ nghĩa tục hóa. Chúng ta từ từ gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên và sống hoàn toàn như những con người vô thần. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục, nhất là các cha mới thân yêu của chúng ta. Để kết luận, tôi xin trích dẫn một câu chuyện được viết lại trong một Facebook của một linh mục trẻ. Ngài viết như sau: tôi là một linh mục trẻ mới ra trường. Tôi có quen biết một cha xứ lớn tuổi hơn tôi và tôi vẫn coi ngài như là một thần tượng. Ngài rất đạo đức, thánh thiện. Ngài được bề trên sai phái về coi sóc một giáo xứ mới thành lập và ngài chính là cha xứ tiên khởi của giáo xứ đó. Ngài yêu thương tất cả mọi người, không bao giờ làm mất lòng ai. Ngài gần gũi những người nghèo khổ, bất hạnh và săn sóc ân cần đối với tất cả. Ban trùm đầu tiên cũng quý mến ngài, nhưng dần dần không hiểu lý do tại sao ban trùm một số vị ghét ngài ra mặt và sau đó cả ban trùm đồng loạt chống đối ngài. Có một điều lạ lùng là ban trùm đã thành công trong việc lôi kéo cả giáo xứ chống lại cha xứ.
và cao điểm nhất là đến một bữa kia, cả giáo xứ đi vào nhà xứ, lôi cha xứ ra, đập chết ngài ngay tại chỗ. Nghe tin này, bà cố rất buồn, nhưng bà cố không hề oán trách, không hề hận dần bất cứ một ai. Chúng tôi mới hỏi, thế cha xứ đó tên là gì? Ngài ở đâu? Để chúng tôi đến học hỏi sự thánh thiện nơi ngài và để tôn kính ngài trước di ảnh ngài để lại. Vị linh mục trẻ kia trả lời, cha xứ đó ở gần đây, rất gần đây, không xa xôi gì cho lắm, và tên ngài chính là Giê-xu. Đức Giê-xu là vị mục tử tối cao của Chúa Cha, và đồng thời Đức Giê-xu chính là khuôn mẫu nội tâm cho tất cả các anh em linh mục của chúng tôi. Ngài đã chết như là một tên tội phạm, bị người ta ghét bỏ, cho dù ngài không bao giờ phạm một tội gì. Tuy nhiên, chính cuộc sống của ngài trở nên một chứng tá hùng hồn để mời gọi tất cả các anh linh mục chúng tôi theo dõi và bắt chước. Tôi nhớ có một bài hát thánh ca mà chúng tôi vẫn hát lên vào năm 1968, khi tôi bắt đầu vào trong tiểu chủng viện của nhà dòng. Các ngày thứ năm hàng tuần, chúng tôi vẫn hát bài thánh ca này để cầu nguyện cho các anh em linh mục. Lạy Chúa Giê-xu, con linh mục, con muốn chết ở chân bàn thờ. Lý tưởng của linh mục là được chết ở chân bàn thờ. Nhưng đây không phải là bàn thờ bằng gỗ, bằng đá, những bàn thờ bất động trong các ngôi giáo đường. Đây chính là bàn thờ cuộc đời, bàn thờ sống động, những bàn thờ in đậm dấu chân của vị linh mục đi đây đó để rao giảng tin mừng, loan truyền tình yêu của Chúa cho mọi người. Bàn thờ đó phải in đậm những giọt mồ hôi mà vị linh mục phải tần tảo đổ ra để đi lặn lội tìm kiếm các con chiên lạc. Và nhất là bàn thờ đó phải thấm đượm những giọt máu vị linh mục đổ ra để hòa chung với mầu nhiệm hiến tế của Đức Kitô trên thập giá, đem lại ơn tha tội cho mọi người. Và đây chính là lý tưởng của tất cả mọi anh em linh mục của chúng tôi. Lạy Chúa Giê-xu, con muốn chết ở chân bàn thờ. Có một lần, các linh mục trẻ ở bên Ấn Độ tổ chức tĩnh tâm và họ mời mẹ Thánh Teresa Calcutta đến chia sẻ huấn đức. Sau bài huấn đức, một vị linh mục hỏi mẹ Teresa, thưa mẹ, bây giờ chúng con đã là linh mục rồi, điều quan trọng chúng con phải làm cái gì bây giờ? Mẹ Teresa trả lời không ngần ngại, các cha đã làm cha rồi, thì việc đầu tiên và duy nhất các cha phải làm là chỉ làm cha mà thôi, đừng làm cái gì khác. Các cha đã là linh mục, chỉ cần làm linh mục thôi, phải chu toàn những trách vụ liên quan đến tác vụ linh mục, đừng làm cái gì khác nữa. Các cha không cần phải là những kinh tế gia tài giỏi, các cha không cần phải làm chính trị này, chính trị kia. Điều quan trọng là các cha cần phải sống với lý tưởng của mình, giống như Chúa Kitô, Ante Christus, và thực hiện những nhiệm vụ mà Thiên Chúa trao phó cho các cha. Vì thế, ngày hôm nay, tôi xin gợi ý một vài tư tưởng đó để chúng ta suy niệm về thánh chức linh mục, cầu nguyện cho các anh em linh mục chúng tôi, đặc biệt cho cha xứ, cha mới của giáo xứ Bắc Trạch của chúng ta. Cầu chúc cho các anh em linh mục đã là linh mục thì mỗi ngày mỗi trở nên linh mục của Chúa hơn. Amen.